chung một dòng sông, chung dòng Mekong, chung dãy Trường Sơn, chung lưng Lào Việt, chung lòng chung tay, cùng chung chiến hào, cùng chung lý tưởng đấu tranh cho tự do. Cây dòng phong vi hàn bên người Hồ Chí Minh, hai người con Lào Việt thân thiết, hai người con Lào Việt anh hùng, cùng bên nhau chiến đấu cho tự do, cùng hiên ngang như dãy Trường Sơn, nắm tay nhau ta cùng xây hạnh phúc dấu phong ba. Lào Việt mãi mãi bên nhau. Đây dòng Mê Công muôn đời luôn nhớ, đây dãy Trường Sơn cao cao miền thương, trăng vàng lung linh còn in bóng người, còn vang tiếng gọi đấu tranh cho tự do. Cây sông Lào Việt thân thiết, hai người con Lào Việt anh hùng, cùng bên nhau chiến đấu cho tự do, cùng hiên ngang như dãy Trường Sơn, nắm tay nhau ta cùng xây hạnh phúc dấu phong ba. Lào Việt mãi Trường Sơn, nắm tay nhau ta cùng xây hạnh phúc dấu phong ba. Lào Việt mãi mãi bên nhau. Thưa quý khán giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn Việt Nam kháng chiến có thành công thì kháng chiến Miên Lào mới thắng lợi, và kháng chiến Miên Lào có thắng lợi thì kháng chiến Việt Nam mới hoàn toàn thắng lợi. Chủ tịch Lào Khay Sòn Phom Vi Hãnh cũng đã từng nhận định núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. Lời của những nhà lãnh đạo tiền bối đang tiếp tục được những thế hệ đi sau kế thừa, phát huy để mối quan hệ vĩ đại Việt-Lào mãi mãi là tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với Đại tá Hoàng Ngọc Bá, nguyên Trung đoàn phó A-335, nguyên trưởng ban liên lạc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Dạ, con xin chào chú ạ. Dạ, con cảm ơn chú đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, với vai trò của mình, với những ngày tháng mà chú hoạt động trên đất nước Lào, thì chú hãy chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào để cho quý khán giả ngày hôm nay có thể cảm nhận rõ hơn. Đối với các đồng chí quân tình nguyện Việt Nam sang giúp bạn Lào, theo yêu cầu của bạn Lào, các đồng chí sang thời gian đó, thầy kỳ vô cùng gian khổ của bộ đội quân tình nguyện, thì theo bạn yêu cầu là xây dựng vùng căn cứ ở Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Trước
thời gian từ năm 1948 đến năm 1954 và thời kỳ các đồng chí làm cơ sở, có những bộ phận các đồng chí đã đóng khố ở trần 33 năm để ở cùng với bạn Lào để làm các cơ sở. Đối với đồng bào, khi thấy nhân Việt Nam mình sang giúp bà con để ăn cùng ở cùng làm, thì bà con nhường cái xẻ áo và con bộ đội như con em của mình. Và trước khi lực lượng quân tình nguyện miền Nam Trung Bộ sang giúp Hà Lào, thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có nói cái câu trước khi dân xuất phát là chỉ có vận động được phong trào cách mạng trong nhân dân Lào thì mới đáng được giải pháp xong rồi. Do đó cho nên các đồng chí phải coi đất nước, người dân và cỏ cây sông núi của Lào như của mình vậy. Bác Phạm Văn Đồng chỉ nói gọn hai câu như vậy, nhưng mà thực ra đó là phương hướng, phương châm công tác và chỉ đạo về chiến lược đối với bộ đội quân tình nguyện tham giúp bạn Lào. Và một cái thời gian dài như vậy mà anh em xây dựng được cái vùng cơ sở ở Lào để cho bạn tổ chức một cái khu căn cứ của mình để sau này trở thành những khu căn cứ chủ lực, và sau này là bạn Lào luôn luôn ghi nhớ đối với anh em quân tình nguyện mà thực hiện công tác cơ sở. Và vì sao mà anh em ở được, chịu đựng được gian khổ như vậy, thì đó là do cái tinh thần quốc tế cao cả. Về cái quan hệ kỷ niệm 60 năm ngày quan hệ Việt Nam Lào và 45 năm ngày ký ủy nhiệm hợp tác, thì có thể nói như thế này: anh em quân tình nguyện, mà nhất là đối với các đồng chí mà đã tham gia đối với bạn Lào thì thực hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có thể nói như thế này: cái quan hệ Việt Nam và Lào là một cái quan hệ mà chắc có lẽ là từ chi gia như vậy, hai nước cùng dựa lưng và dãy tình thân. Và có thể nói khi mà anh em quân tình nguyện đi qua bên Lào á, là chỉ có lên đến dằn cái chỗ huyện Nam Giang đó, đi vượt tình thân có một ngày là đến bạn Lào rồi các thứ. Và trong quá trình đó thì có thể nói như thế này: cái tình nghĩa Việt Lào đối với các chủ lãnh tụ cũng như người dân, và người ta trong suốt trong quá trình kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người ta đã thấy được là nếu như không có cái đoàn kết hữu nghị và không có cái tình cảm Việt Lào, và trong khi mà tiến hành cuộc cách mạng là chỉ nhờ có cái tình thực sự đoàn kết và chăm lo giúp đỡ nhau tận tình thì mới tồn tại được Việt Nam và Lào cho đến ngày nay. Do đó cho nên là kỷ niệm 60 năm ngày quan hệ Lào Việt Nam là một cái mốc lịch sử để mình nhìn lại và mình thấy được rằng sự hy sinh của hai dân tộc và sự đóng góp của các bạn Lào đối với Việt Nam cũng như Việt Nam với nước Lào thì nó mới tiến tới.